Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Nói chung bán nhiều điều hòa rồi, nhưng ngày hôm nay về cái lô máy rửa bát thì em lọc ra được một con nó khá là đẹp. Nói chung là con này đẹp leng keng luôn các nhá. Đẹp leng keng luôn. Đây. Em quay cho các bác 360 độ cho bác xem. Xem nó đẹp như thế nào các bác nhá. Nói chung là mới tinh. Đấy. Các bác nhá. Hàng mới kính quang luôn. Đây các bác ơi, tất cả mọi thứ nó còn bọc nguyên trong hộp các bạn. Đây, tất cả mọi thứ đều bọc nguyên trong hộp. Con máy rửa bát đây này, các bác xem, nó bọc mới tinh các bác nhé, hàng chưa qua sử dụng luôn. Này các bác ơi, hàng chưa qua sử dụng, mới tinh luôn trong thùng. Đấy. Đây các bác nhá. Nói chung là không còn cái điểm gì để mà chê của nó được. Khá là đẹp. Đấy. Thật ra thì em khen đẹp cũng là chuẩn thôi, vì nó là nhìn những con hàng đẹp chứ không phải là hàng xấu hay hàng gì cả. Đấy, các bác nhìn này. Đây con máy Bala TR6 đấy. TR6. Để em xem sản xuất năm bao nhiêu. Con này sản xuất 2014 các bác nhé. Đây, tất cả mọi thứ đều zin bản các bác nhé. Zin bản 100%, sản xuất 2014. Đây. Đó. Đây. 2014 đây, kèm tiếc của nó này. Kèm còn nguyên luôn, chúng mới kính quang luôn các bác nhé. Đây, thông số kỹ thuật đây các bác nhé. Đấy, TR6 ấy. Nó để lâu ở trên, nó bọc bìa lâu quá thì nó bị vàng một tí ở đây, không vấn đề gì cả các bạn. Chủ yếu là cái nội thất bên trong, với cả nó hàng nó chưa dùng thì nó mới kính quang thôi. Đây các bác thấy chưa, giòn giếc này, còn sáng bóng luôn. Chưa dùng, nói chung hàng chưa dùng, còn nguyên trong hộp, nhưng để lâu quá thì nó vàng đi các bác nhá. Đấy, các bác nào mà yêu thích con máy rửa bát này TR6 này, sản xuất 2014, hàng mới nhưng không có hộp, không phải đập hộp mà có hộp nhưng không phải là mình đập hộp các bác nhé, nó có hộp nhưng nói chung là nó chưa dùng, hàng nói chung hàng chưa dùng, không phải là hàng mới tinh, chắc cũng gọi cũng mở ra để họ hàng trưng bày biết thôi các bác nhé, chưa sử dụng đâu. Nói chung là thế, nó còn cái hộp, nhưng hộp nó hơi bị rách rồi. Có TR6 này đời 2014 này các bác nhé, hàng mới kính con đấy. Hàng mới tinh, nó là hàng mới tinh, là mới tinh, em báo mới tinh là mới tinh thôi nhá. Đấy. Nguyên trong bìa này. Các thứ đều nguyên trong hết các bác nhá. Đấy, các bác cần inbox cho em. Số điện thoại Zalo là 096 15 19122 các bác nhá, để em tư vấn cho, cũng là số Zalo của em luôn. Một TR6 này, đời sản xuất 2014 mới kính quang này các bác nhá. Đấy. Ok. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nhá. À quên, em chưa báo giá con này. Đấy. Con nào mới như này, con mới như này mà em bán như bây giờ, em bán cho các bác với giá là 4 triệu rưỡi bao ship các bác nhá. Đấy, các bác cần inbox chưa? Con TR6 này, mời hàng mới kính quang này, 4 triệu rưỡi em bao ship cho các bác. Hàng mới tinh luôn ý. Hàng mới tinh, chưa sử dụng. Nhưng nó không có hộp. Mới tinh chưa sử dụng nhưng không có hộp bác nhá. Đấy, mới tinh sử dụng nhưng lại không có hộp, không có thùng, với giá 4,5 triệu bao ship các bác nhá. Các bác cần inbox chưa, sản xuất điện thoại là 096 15 19 122 các bác nhá, với giá chỉ có 4,5 triệu các bác có máy rửa bát dùng luôn, hàng xịn xò luôn, mới tinh luôn các bác nhá. Đấy, ok, cảm ơn các bác.